Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phim trường thời tiết để cập nhật thông tin. Nam Bộ ngày hôm nay lại nắng nhiều và nóng rõ. Không biết là trong dịp cuối tuần này thì thời tiết biển có thuận lợi cho người dân vui chơi không chị Hằng My? Dạ vâng ạ. Theo dự báo, các vùng biển sẽ mưa dông trong dịp cuối tuần này. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới các lịch trình du lịch của quý vị đấy ạ. Dự báo trong đêm nay ngày mai, khắp các khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang trời sẽ có mưa dông rải rác. Quý vị lưu ý nên mang theo ô và áo mưa trong hành trang của mình. Bên cạnh đó, bon tàu trơn trượt, khi lên xuống tàu thuyền, quý vị nên cẩn trọng. Thế còn trên đất liền khu vực Nam Bộ dịp này trời không mưa nhiều. Trong tối và đêm nay trời chỉ mưa vài nơi, tuy nhiên không đáng kể. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất tại Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Tây Ninh, Phước Long, Biên Hòa phổ biến từ 24 cho đến 27 độ C. Sáng tới trưa mai, Nam Bộ trời có nắng, trời nóng rõ với mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Biên Hòa hay Bến Tre, Cao Lãnh, Cần Thơ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Các nơi khác phổ biến từ 33 cho đến 34 độ C. Cuối tuần trời nắng nóng, quý vị nên chọn quần áo sáng màu để thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời, bởi vì những gam màu sáng sẽ ít hấp thụ nhiệt hơn và tạo nên cảm giác mát mẻ hơn so với những gam màu tối. Bên cạnh đó, quý vị nên chú ý mặc trang phục có chất liệu thấm hút mồ hôi. Về dự báo cụ thể tại thành phố đảo Phú Quốc, dự báo trời có nắng gián đoạn trong buổi sáng ngày mai, nhiệt độ cao nhất lúc 14 giờ chạm ngưỡng 33 độ C. Quý vị sẽ cảm thấy nóng nếu ở lâu ngoài nắng. Chiều tối thì trời có mưa rải rác, có lúc còn có mưa dồn dập. Tới tối trời tạnh ráo và thoáng mát với mức nhiệt lúc 19 giờ chỉ ở ngưỡng là 29 độ C.